Trường Mầm non Đông Dương được thành lập năm 1998 với nhiều điểm lẻ nằm rải rác ở 4 thôn. Từ khi thành lập đến năm 2015, các lớp học nằm rải rác ở các thôn trong xã. Cơ sở vật chất của nhà trường còn nghèo nàn, thiếu thốn, trang thiết bị trong lớp còn đơn sơ. Năm 2016, được sự quan tâm của Đảng, chính quyền địa phương đã quy hoạch đất và xây dựng trường tập trung tại một điểm trên địa bàn thôn Phương Đài, xã Đông Dương. Đến tháng 5 năm 2021, trường được xây dựng thêm nhà hiệu bộ và các phòng chức năng, đưa vào sử dụng tháng 2 năm 2022 với diện tích 250m². Hàng năm, được bổ sung cơ sở vật chất, nhà trường đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đổi mới giáo dục mầm non. Mầm non Đông Dương luôn được sự quan tâm lãnh đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, phòng giáo dục và đào tạo, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã, thôn và các bậc phụ huynh luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Thưa các đồng chí, tiếp nối thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên trường Mầm non Đông Dương hôm nay luôn giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để đáp ứng yêu cầu của ngành đề ra và nâng cao vị thế của nhà trường, góp phần xây dựng phát triển nhà trường một cách bền vững. Trường Mầm non Đông Dương từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học 2022-2023, toàn trường có 19 cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên biên chế nhà nước là 16 đồng chí, 3 đồng chí là trường tự hợp đồng. Nhà trường liên tục được công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, nhận giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện. Qua 2 năm triển khai thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức và triển khai chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm để các đồng chí giáo viên tổ chức thực hiện. Năm học 2021-2022, nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn và các nhóm lớp xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, đảm bảo trẻ học mà chơi, chơi mà học, chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú và sự phát triển của từng cá nhân trẻ, xây dựng môi trường giáo dục. Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, khai thác sử dụng có hiệu quả môi trường, cơ sở vật chất trong và ngoài trời hiện có, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến nội dung và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025. Tham mưu với chính quyền địa phương, đầu tư kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực đóng góp công sức, vật chất để cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc thực hiện chuyên đề. Môi trường vật chất trong và ngoài lớp luôn đáp ứng nhu cầu, các khu vực trong lớp được thiết kế theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động đảm bảo phù hợp, linh hoạt, đa dạng phong phú. Các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng đồ dùng đồ chơi để thực hành, trải nghiệm. Bên cạnh đó, nhà trường chỉ đạo các nhóm lớp xây dựng kế hoạch giáo dục theo quy định có tích hợp nội dung giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe, an toàn, kỹ năng phòng chống dịch bệnh, kỹ năng tình cảm xã hội. Nhà trường đã tổ chức ngày hội thể dục thể thao, tổ chức chuyên đề bữa ăn học đường kết hợp hoạt động tăng thể lực cho trẻ, chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non và đặc biệt là chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giúp trẻ phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Để thực hiện tốt các chuyên đề trên, nhà trường cử cán bộ, quản lý và giáo viên cốt cán tham gia các buổi chuyên đề do phòng giáo dục và đào tạo tổ chức nhằm phát huy tính sáng tạo và hiệu quả. Nhà trường có chú trọng đến công tác giáo dục trẻ, lên kế hoạch dự giờ các hoạt động khác nhau đối với các độ tuổi, sáng tạo và lồng ghép các trò chơi giúp trẻ hứng thú tích hợp STEAM sao cho phù hợp với nội dung tiết dạy. Ngoài ra, nhà trường tuyên truyền với phụ huynh cùng các con thu gom những nguyên vật liệu tái chế để tạo ra những sản phẩm đồ dùng đồ chơi rất đẹp, sáng tạo, bắt mắt, mang tính ứng dụng và thẩm mỹ cao. Qua đó, các con được thỏa sức sáng tạo với những nguyên vật liệu tưởng chừng như bỏ đi nhưng lại tạo ra rất nhiều đồ dùng đồ chơi đẹp. Cô và trẻ đã tạo ra được rất nhiều bộ đồ dùng sản phẩm ứng dụng STEAM đẹp, sáng tạo tham gia hội thi, làm đồ dùng đồ chơi tự tạo và sản phẩm giáo dục ứng dụng STEAM của nhà trường. Với những vật liệu phế thải, các con đã làm ra được rất nhiều sản phẩm ứng dụng STEAM đẹp, hấp dẫn, chiếc đèn ngủ, chuông gió, trang trí áo dài.
Trường mầm non Đông Dương không chỉ làm tốt công tác giáo dục trẻ, trường còn kết hợp với các bậc phụ huynh tổ chức các hoạt động như đón Noel nhân ngày lễ Giáng sinh, tổ chức các ngày Tết lễ nguyên đán, các con được gói bánh, cắm hoa, bày mâm ngũ quả, ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Ngoài hoạt động học, nhà trường còn tổ chức một số những hoạt động trải nghiệm ngoại khóa như cho trẻ tham quan trải nghiệm cánh đồng lúa và tham quan trường tiểu học, tạo cho trẻ không khí vui tươi, phấn khởi và hào hứng, giúp trẻ chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bước vào lớp 1. Ngoài ra, nhà trường đã cải tạo khu vườn rau, trồng nhiều loại rau và vệ sinh môi trường trong và ngoài nhà trường, giúp quang cảnh luôn sạch sẽ. Ban giám hiệu luôn chú trọng quan tâm xây dựng môi trường sân chơi ngoài trời, đảm bảo an toàn cho trẻ hoạt động vui chơi. Khu vườn rau được chia khoảng cho từng lớp với lối đi thuận tiện cho trẻ chăm sóc và trải nghiệm thực tế. Vườn rau sẽ trồng luân phiên các loại rau phù hợp theo từng mùa. Nhà trường có chú trọng đến môi trường xanh trong các lớp học, giúp các con có kỹ năng chăm sóc bảo vệ cây xanh, biết được sự phát triển lớn lên của cây. Để cơ thể các con được phát triển khỏe mạnh và toàn diện, trường còn phối hợp với trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện Đông Hưng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các con. Thưa các đồng chí, qua 2 năm học, trường mầm non Đông Dương sẽ tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Để tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề, mỗi cán bộ giáo viên tiếp tục thực hiện như sau. Luôn bám sát bộ chỉ tiêu đánh giá xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Các nhóm lớp có môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và học trong và ngoài lớp phù hợp với sự phát triển thể chất của trẻ mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về nội dung xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm do Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục tổ chức. Các nhóm lớp xây dựng các góc chơi phải có tên và ký hiệu các góc đơn giản, gần gũi với trẻ, được viết theo đúng quy định mẫu chữ hiện hành. Đồ dùng đồ chơi nguyên vật liệu, học liệu có giá trị, giá đựng ngăn nắp, gọn gàng để ở nơi trẻ dễ lấy, dễ dùng, dễ cất. Đồ dùng đồ chơi nguyên vật liệu được thay đổi và bổ sung phù hợp với mục tiêu chủ đề, hoạt động và hứng thú của trẻ. Việc sắp xếp thay đổi chủ đề phải được tính toán để đảm bảo tận dụng các nguyên liệu, hiện vật của các chủ đề, bảo đảm tính liên kết, dẫn dắt để trẻ phát huy trí tưởng tượng. Chuẩn bị nguyên vật liệu để trẻ thực hành ở các góc cũng tăng thêm phần sáng tạo của trẻ. Trên đây là những kết quả mà trường mầm non Đông Dương đã đạt được trong quá trình triển khai và thực hiện chủ đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Một lần nữa xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.